À, quay xuống em ơi, quay đi. Quay đi. Nóng thế em ạ. Lắc con lợn đi, du lên du xuống. Rồi, ok. Cái này nó phồng ra nhỉ. Gia vị nó vẫn đang còn dính ở trong này nhỉ? Đấy, nó bị vừa nãy nó bị này nó bị giống, nó thông nhau. Đấy, tức là mình nhét trong bụng nhưng mà nó bị tuồn ra cả ngoài này. Đoạn này em trước khi quay em có rạch nó ra. Thì nó bị nó ngấm vào cái đoạn mông này, mông dày nó không gia vị không ngấm được, rạch nó ra trước. Ngoài lợn quay ra thì bên em còn có cái món lợn mán, gà, với cả nhà em chuyên về ngan. Vâng, đây là gà nướng của khách đặt, nó rồi nước táo, nước mật ong mạch nha. Nếu như mà ngâm nó xuống thì nó sẽ bị đậm màu của anh. Rội cái này thôi, màu nó sẽ không bị đậm được khoảng. Em ấy xếp vào lưu. Chuẩn bị đồ dần nhá, khách sắp đến. Nếu như mà gà thì tầm khoảng 25 phút anh ạ. Còn ngan thì phải tầm hơn 1 tiếng. Còn ngan là ngan to. Thì em sẽ tầm nước gia vị để làm món ngan cháy tỏi. Chút hạt nêm, một chính. Tiêu. Chút rượu gia vị, đó là cái rượu ngâm với cả các loại thảo mộc cho nó thơm. Cho thêm một chút bột tỏi. Đây là bột gì anh? Đây là bột tỏi. Đây là bột tỏi sấy. Dầu hào. Sấy nguồn. Chút mật ong, cái này chủ yếu là tạo màu này. Bột năng. Bột năng cho vào đây thì nó tác dụng gì? Cái này à? Cái bột năng cho vào đây thứ nhất là nó sẽ bắt gia vị. Cái thứ hai là khi mà chiên ấy, thì nó sẽ không bị khô cái miếng ngan. Hai món gà nướng lợn quay cuối cùng. Đây những món nhanh ăn trước, có khách ăn trước. Đây là cái lòng này, con lợn quay đây đúng không anh? Đúng anh ạ, lòng lợn quay. Lòng này xong rồi anh sẽ làm gì? Cái này thì lát nữa khách ăn lợn quay anh sẽ tặng kèm cho khách. À, là mình tặng kèm chứ mình không bán. Cái này không bán. Vâng. Em pha cái sốt chấm lợn, pha thêm nước bụng nó mới đậm. Mình nấu thì pha kiểu là giữ nguyên cái nước này chấm luôn. Nếu chấm nó hơi mặn à. Pha ra thì nó chấm sẽ vừa miệng hơn. Vâng, lá mắc mật. Đây là mình chỉ pha thêm nước vào thôi đúng không? Đây, mình cho cả đấy ạ. Thêm một chút bột ớt. Đây các bạn ạ, đây mình quay cho các bạn một tí cái không gian ở trên tầng 2 của quán các bạn nhé. Nhìn không gian rất là đẹp luôn. Người ta decor các thứ nhìn trông rất là đẹp. Cái này em có dùng mật ong với mạch nha. Mạch nha thì nó vừa tạo màu mà nó vừa tạo độ bóng thôi. Tức là anh cái mạch nha là anh cho vào cái nước tàu ấy đúng không? Đúng rồi ạ, mạch nha cho nước tàu. Còn là trong bụng thì em nhồi hành xả, lá chanh. Nhìn cái thịt gà nhìn nó vẫn còn cái độ ướt ướt nhỉ. Vâng. Nó không bị mất nước. Đây là gà di, nó hơi nhỏ. Quay hơi nhỏ, mình thường cái món này. Em làm gà chỉ tầm khoảng, khi mà thịt rồi khoảng tầm 1.3 cân thôi. Cái này thì bọn em bán, thường là khách nhà em hay mua cho con. Nhưng là khách gọi nhiều món ấy, nên là khách này chỉ gọi mỗi mâm gọi nửa con thôi. Một con này thì em bán là 2.5 con. Cảm giác cái phần da này như kiểu là nó tách rời ra khỏi thịt ấy em nhỉ? Cái này là trong nhiệt độ cao nó phồng da lên. Nó phồng da lên. Bây giờ da nó nước ra ngoài rồi thì nó nguội thì nó sạch. Không được phồng nữa. Cái này thì cái phần da nó có giòn không anh? Cái da này thường nó không giòn đâu anh ạ. Không giòn. Nó hơi dai dai. Nhưng mà đổi lại thì mình quay lưu như thế này thì cái thịt ăn nó không bị dầu nhỉ? Đúng rồi, nó không bị ngấy, nó bị ngán như là mình quay dầu kia. Quay dầu kia nó sẽ ngán hơn. Quay dầu thì da nó sẽ giòn hơn. Vâng, đúng rồi. Chanh ít rau thơm nha em ơi. Vỏ ngoài nó giòn nên là chặt, mạnh tay quá nó vỡ hết. Mẹ đem đang bán là 445.000 ạ. 445.000. Giá gốc của nó là 500. Đây ở đây có nem này, có vịt luộc, có vịt quay, bún. Đây là cái lòng bề ngan sáu măng các bạn này. Đây là có nộm nữa. Và đây là cái xôi chiên ngan các bạn nhé. Đây các bạn ạ, ở trên tầng 2 ấy là có một cái đội người ta đang hát hò trên đấy, là nó hơi ồn một tí các bạn thông cảm nhé. Thì đây là những cái món mình gọi ra ngày hôm nay này. Ở đây thì mình gọi là cái mẹt này là cái mẹt, gọi là cái mẹt mẹt ngan 7 món các bạn. Đây người ta kèm thêm một cái bát canh măng tiết nữa các bạn này. Anh cảm ơn. Đó,
thì cái mẹt này của mình nó có giá là 445.000 các bạn nhé. Đấy, cái món tiếp theo là cái món gan cháy tỏi các bạn này. Gan cháy tỏi này thì người ta bán với giá là 195.000 một đĩa. Cái gan này thì người ta sẽ sử dụng cái gan khác các bạn nhé, không phải là cái gan ở cái mẹt đâu các bạn. Ban đầu mẹt này người ta sẽ làm cái men, cái gan nó già hơn, to hơn. Còn cái gan cháy tỏi này thì người ta sử dụng cái gan nó nhỏ hơn các bạn, nó chỉ hơn 1 cân thôi. Nó gọi gan ré các bạn, ăn thịt nó mềm hơn. Còn đây là cái mẹt thịt lợn quay các bạn ạ. Đó, lợn quay mà hồi chiều mình cũng có quay cho các bạn xem rồi ấy. Thì cái lợn quay này thì có giá là 300.000 một cân các bạn nhỉ. Ở đây người ta có tặng kèm thêm lòng dồi, gan các thứ các bạn này. Đây, đây là nước chấm các bạn nhé. Cái này thì là chấm xôi các bạn này. Cái nước chấm này thì là chấm nem, còn cái nước chấm xì dầu tỏi ớt này thì sẽ là chấm ngan các bạn. Đó, thì mời các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử trước cái món gan cháy tỏi đi cho nó nóng hổi các bạn. Gan cháy tỏi các bạn, xin phép các bạn mình dùng tay nhé. Đấy, đũa một tay mình cầm máy các bạn, một tay mình cầm đũa thì nó hơi khó ăn. Đây các bạn này, cái nước chấm gan cháy tỏi là cái nước màu nó đậm hơn một tí các bạn ạ, nhìn nó hơi giống giống với cả cái nước chấm nem ấy. Em mời các bạn nhé. Đây. Ở đây thì cái cảm quan đầu tiên mình nhìn thấy đó là cái gan cháy tỏi này quán người ta chiên các bạn, nó hơi bị đen các bạn nhé. Tức là cái mã nó hơi xấu xấu một tí các bạn. Đây các bạn nhá. Cái miếng này mình ăn thịt nó khá là dày các bạn. Nhưng mà ăn nó cũng không bị khô các bạn ạ. Cái gan cháy tỏi này ở đây mình thấy là nó có nhiều cái độ ngọt các bạn. Tức là kiểu người ta cho mật ong các bạn. Như mình cũng vừa nói các bạn. Tức là người ta chiên thì bếp người ta chiên nó hơi bị đen đen. Cái đen này nó kiểu là nó bị đen của cái gia vị các bạn. Tức là đen của cái gia vị tẩm ướp vào ấy. Tức là thực ra cái thịt này thì cũng không phải là bị xém quá. Nhưng mà kiểu nó hơi thiên về cái vị ngọt thôi các bạn. Nên là nếu bạn nào mà kiểu ăn thích cái vị nó hơi ngọt ngọt ấy thì cái gan này ăn nó khá là ngon. Đây tiếp theo là cái món lợn quay các bạn. Lợn quay này thì buổi chiều mình cũng quay cho các bạn rồi. Đây là cái lớp da này. Đến bây giờ từ cái lúc mà mình quay đến giờ thì nó cũng khoảng vài tiếng rồi các bạn. Những lớp da này mình gắp lên mình vẫn cảm nhận được cái độ giòn của da. Cái nước này nó chính là cái nước ở trong bụng con lợn luôn các bạn. Đấy. Các bạn nhá. Ăn cái da này thì nó vẫn còn cái độ giòn các bạn. Tuy nhiên là nó giòn nhưng mà kiểu nó không phải là giòn tan các bạn nhé. Có thể là kiểu là cái thời gian nó cũng khá là lâu rồi các bạn. Ăn cái lớp mỡ này nó tan, ăn nó béo béo, ăn khá là ngon luôn. Ở đây thì người ta còn cho thêm cái dưa muối này các bạn này. Tại vì ăn cái thịt này, ăn cái thịt cuộn lợn quay này nó hơi mỡ mỡ các bạn. Hơi mỡ mỡ béo béo, ăn thêm cái phần dưa muối này ăn nó giải cái rất là tốt. Đây tiếp theo là mình sẽ thử cái mẹt này các bạn nhé. Cái mẹt này là cái mẹt chính ngày hôm nay mình gọi đây. Mẹt này nó có giá là 445.000 rồi các bạn. Thì đây mình sẽ thử cái nem này trước đi. Cho nó còn nóng thì ăn cái nem này trước này. Nem này nó là nem ngan các bạn. Đó. Đây, chấm cái nước chấm nem này. Mày mời các bạn nhé. Nem này nó nhìn nó cũng giống như cái nem truyền thống rồi các bạn. Người ta gói nem nó cũng kiểu vừa vừa như thế. Cắn qua cái lớp vỏ thì nó giòn. Ở bên trong thì như các bạn thấy là có miến này, có thịt ngan, rồi có rau. Nhưng mà thịt thì mình thấy là nó cũng không quá nhiều các bạn. Ăn cái này thì kiểu nó mát mát đấy các bạn. Bởi vì là một cái mẹt này nó khá là nhiều thịt rồi. Thì cái nem này người ta cho tương đối rau như thế này thì ăn nó cũng khá là hợp lý. Đây, mời các bạn nhé. Nó không bị, kiểu nó không bị ngấy quái các bạn. Ngan luộc này. Ở đây ngan luộc người ta sử dụng cái ngan to hơn là cái ngan trái tỏi các bạn ạ. Đây, mời các bạn nhé. Chỗ này là cái ngan luộc này là 1/4 các bạn nhé. 1/4 ngan luộc ấy. Tức là khi mà ngan luộc là phần đùi thì cái phần ngan quay này thì sẽ là cái phần ức các bạn ạ. Ngan thì chấm với cả đây là cái phần thịt ngan này. Nhìn thịt ngan này rất là ngon. Ăn này mình sẽ chấm với cả cái xì dầu này các bạn nhé. Xì dầu nó hơi xanh xanh xanh. Mời các bạn nhé. Cái xì dầu này thì nó có nhiều cái vị dầu hào, nhiều cái độ, nhiều cái vị ngọt. Thịt ngan luộc này ăn nó mềm, mềm thơm mà ngan thịt nó cũng rất là chắc các bạn ạ. Các bạn.
giải ngấy bằng cái nộm chân ngàn rút xương các bạn. Là cái món lòng mề xào với cả măng các bạn nhé. Đây người ta sẽ sử dụng măng. Em mời các bạn. Cái lòng mề này người ta cũng có trần qua rồi người ta mới nấu. Ăn lòng mề nó không có bị mùi. Ngan quay lưu này các bạn này. Đây là nó rơi hẳn cái phần xương ra này. Đây nó rơi hẳn cái phần thịt cho các bạn. Em mời các bạn nhé. Cái ngan quay lù này thì mình thấy là cái thịt phần thịt ăn ở bên trong nó hơi bị khô một tí các bạn. Cái phần da như thế này nhưng mà ăn phần da này nó không giòn các bạn nhé. Da này ăn nó có hơi dai dai một tí. Phần thịt thì ăn nó cũng dai chắc mà nó hơi bị cái phần thịt nạc này các bạn này, nó hơi bị khô một tí. Đây mời các bạn nhé. Cái nước chấm này thì nó thiên về độ ngọt quá các bạn. Đây bây giờ mình sẽ thử đến cái phần xôi này các bạn nhé. Đây là xôi ngan các bạn ạ. Đó. Đây này. Ở bên trong ấy. Ở bên trong thì người ta sẽ băm nhỏ cái thịt ngan ra các bạn ạ. Ở bên ngoài thì xôi người ta chiên. Nó giống như kiểu cái gà bó xôi ấy các bạn. Mời các bạn nhá. Đây mình sờ này thì mình cảm nhận được là cái phần vỏ bên ngoài nó rất là cứng. Nhưng bên trong thì nó mềm, đây nó có cái độ nảy các bạn này. Ăn cái phần bên ngoài thì nó giòn. Bên trong thì cái lớp xôi này nó có cái độ dẻo, nó mềm. Cái thịt trong thịt với cái phần thịt trong xôi này thì mình thấy là nó cũng không có quá nhiều các bạn ạ. Nó chỉ có một chút ở bên trong thôi. Cái này nếu mà người ta dàn đều được ra nữa thì sẽ ngon hơn. Xôi này chấm lạc các bạn ạ. Đây, chấm muối lạc này. Đây mời các bạn nhé. Mình xin kết thúc cái video luôn ở đây. Để mấy anh em mình cùng ngồi cùng đánh chén hết cái chỗ này. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này nhé. Chào các bạn nhé.